Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình chủ nhật ngày 24 tháng 1 với những nội dung chính sau đây. Văn Giang 100% bếp bàn tập thể của các trường mầm non không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng vẫn hoạt động. Xuân chúc các hộ nuôi trâu với quy mô lớn cho thu nhập khá. Mỹ Hào, nhiều địa phương vẫn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Hệ thống truyền thanh không dây ở Quái Châu hoạt động kém hiệu quả, chị Phạm Thị Chuyên, xã Hải Triều, gần 20 năm cắn bó với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình thời sự là công điện số 01 hôm 17 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2016. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, điện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố các sở ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh tài chính kế hoạch và đầu tư lao động thương binh và xã hội giáo dục và đào tạo thông tin và truyền thông đài phát thanh và truyền hình tỉnh báo hưng yên theo tin của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ sáng sớm ngày 24 tháng 1 năm 2016, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng tới hầu khắp các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, gây mưa nhiều nơi trên khu vực các tỉnh ven biển miền Trung. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8 giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Dự báo, từ ngày 24 tháng 1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới các nơi khác thuộc các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2016. Vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Để chủ động đối phó với rét đậm rét hại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở ngành, các huyện thành phố thực hiện một số công việc sau đây. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến rét đậm rét hại, thông báo và hướng dẫn đến các cấp chính quyền và người dân biết để thực hiện chống rét an toàn cho người, vật nuôi, cây trồng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp. 2. Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên triển khai và thực hiện tốt công điện số 38 ngày 22 tháng 1 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động đối phó, trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học, đặc biệt quan tâm tới các trường mầm non, mẫu giáo. 3. Các cơ quan đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Hưng Yên thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của đợt xét tăng cường thời lượng phát sóng truyền tin để nhân dân biết và chủ động phòng tránh. 4. Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc chủ động nắm bắt tình hình và báo cáo các diễn biến về văn phòng ban chỉ huy phòng chống và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Văn Doanh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, 100% các trường mầm non không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng vẫn tổ chức nấu ăn. Đây là kết luận của đoàn thanh tra lên ngành kiểm tra đột xuất tại 11 trường mầm non của huyện Văn Giang hồi giữa tháng 12 năm 2015. Cơ bản các bếp ăn các trường mầm non đều có một số tồn tại như điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo, điều kiện vệ sinh chưa tốt, khu vực sơ chế chế biến thức ăn chật hẹp, hệ thống rãnh thoát nước chưa được kín đáo sạch sẽ, thậm chí còn chưa có nắp đậy, một số bếp chưa bố trí thùng rác có nắp đậy, tại các tủ đựng thức ăn chín chưa có hệ thống lưới chống côn trùng và động vật gây hại nguồn nước dùng chưa đảm bảo không được xét nghiệm định kỳ cùng với đó hợp đồng mua bán thực phẩm chưa rõ ràng chưa có sự ràng buộc đối với bên cung cấp không có hoặc không đầy đủ giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm giấy khám sức khỏe định kỳ còn thiếu xét nghiệm nuôi cấy phân lưu mẫu thức ăn chưa đúng chưa rõ ràng điều đang nói là các bữa ăn này không đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng vẫn tiếp tục tổ chức nấu ăn cho các cháu mầm non Thực trạng này rất cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không để xảy ra tình trạng ngộ độc như ở điểm trường Mầm non Công luận 2, thị trấn Văn Giang vào thời điểm trung tuần tháng 11 năm 2015. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình kinh tế nhằm tăng thu nhập cho người dân, trong những năm qua, nhiều mô hình nuôi trâu tại xã Xuân Trúc, huyện ân Thi đã và đang cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện xã Xuân Trúc có 17 hộ nuôi với tổng đàn 200 con trâu, trong đó hộ ông Hoàng Thế Lộc nuôi khoảng 70 con, ông Hoàng Thế Xúc, Nguyễn Văn Minh nuôi từ 10 đến 20 con, còn lại là các hộ nuôi từ 3 đến 5 con. Phát triển đàn trâu có ưu điểm chi phí thức ăn không đáng kể, chủ yếu tận dụng nguồn cỏ, dơm sẵn có tại địa phương. Ít xảy ra dịch bệnh, thị trường tiêu thụ thuận lợi. Tính từ nuôi con giống đến khi bán thịt thương phẩm, thời gian kéo dài khoảng 30 tháng, trâu đạt trọng lượng 5 tạ một con, với giá bán hiện nay là 80.000 đồng một kg. Nếu bán con giống sau khi trâu đạt 18 tháng tuổi, các hộ nuôi bán với giá khoảng 20 triệu đồng một con. Giá trâu được đắt hơn giống cái khoảng 1 triệu đồng. Tính trung bình một con trâu cho thu lãi 7 triệu đồng một năm mặc dù đã nhiều lần tuyên truyền cảnh báo về những tác hại từ ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân song đến nay nhiều địa phương trên địa bàn huyện mỹ hào vẫn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do sự thiếu ý thức của nhiều hộ dân làm cống thoát nước thải vớt rác thải trực tiếp ra ao hồ hệ thống thủy lợi rãnh thoát nước của địa phương thậm chí cả quốc lộ năm là thực trạng mà hiện tại nhiều hộ dân trên địa bàn các xã dị sử dương quang thị trấn bần huyện mỹ hào đang làm hàng ngày sự thiếu ý thức này đã và đang để lại hậu quả nghiêm trọng, ngày nắng cũng như ngày mưa, rùi mũi, mùi su ế bốc lên nồng nặc, hủy hoại các loại sinh vật có ích và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của các hộ dân đang sinh sống gần khu vực nói trên. Tuy nhiên, điều đang nói là mặc dù đã được nhắc nhở tuyên truyền về những tác hại mà môi trường ô nhiễm đem lại, song nhiều hộ gia đình vẫn tiếp tục mang rác thải sinh hoạt ra vứt bừa bãi không đúng nơi quy định. Để bảo vệ môi trường sống địa phương, các xã nói trên cần có biện pháp xử lý nghiêm các hộ vi phạm và tăng cường các biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống truyền thanh cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và sự điều hành của các ủy chính quyền cơ sở đến với người dân. Hiện nay nhiều địa phương ở tỉnh ta đã chuyển từ hệ thống truyền thanh hữu tuyến sang truyền thanh không dây bằng nguồn ngân sách của tỉnh, của huyện. Đây là công nghệ hiện đại, tuy nhiên, hệ thống truyền thanh không dây ở nhiều xã đã bắt đầu có những hạn chế do những nguyên nhân khác nhau. Phóng sự được thực hiện tại huyện Khuấy Châu. Năm 2014, xã Việt Hòa được tỉnh đầu tư 250 triệu đồng để lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây với 15 cụm loa ở 3 thôn. Hệ thống máy móc thiết bị này do một doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp. Ban đầu hệ thống truyền thanh không dây của xã hoạt động tương đối ổn định, nhưng sau mấy tháng đã xuất hiện nhiều lỗi kỹ thuật mà nguyên nhân chính là do chất lượng thiết bị xuất xứ từ Trung Quốc quá kém. Cụ thể là sóng chập chờn hay nhiễu sóng do không chuẩn về phát xạ, tín hiệu thu kém, nhiều cụm loa không bắt được tiếng. Hơn 30 năm công tác ở đài truyền thanh xã Việt Hòa, hàng ngày khai thác và vận hành hệ thống truyền thanh không dây, ông Hoàng Thanh Sơn cho biết, hệ thống này của Trung Quốc lắp đặt nên thường xuyên bị trục trặc, hỏng hóc, thậm chí ông Sơn đã phải làm một cuốn nhật ký để ghi chép cụ thể những lỗi kỹ thuật của hệ thống truyền thanh không dây của xã thiết bị trục chặt, hỏng hóc nhiều, nhưng khi gọi nhà cung cấp sửa chữa thay thế lại vô cùng khó khăn. Hầu như không thể liên lạc được hoặc là nhà cung cấp đưa ra những lý do khác nhau để né tránh trách nhiệm. Sản phẩm này của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam. Thế mà đầu tư tiền thì lớn mà máy móc thì trục chặt thì liên tục, nhất là đầu thu. Thế thì chỉ được một thời gian thì độ khoảng chừng có những đầu thu vừa sửa xong chỉ được độ lửa tháng nó lại hỏng hỏng hóc sửa chữa thì báo cáo lên công ty thì có khi là đến chục hôm có đợt hàng tháng mới về mà có đợt thì gọi mãi cũng không thấy về cái loa ở đây thì lúc nói hôm thì nói được hôm thì không nói được nó trục chặt là chúng tôi ngồi đây là nghe nó cũng không rõ lắm nó cũng rẻ có nói thì nó cũng rẻ cũng ở trong tình cảnh như xã Việt Hòa là xã Đồng Tiến, khi mà hệ thống truyền thanh không dây của xã này được tỉnh đầu tư lắp đặt vào cuối năm 2013 cũng xảy ra nhiều trục trặc hỏng hóc. Lãnh đạo xã Đồng Tiến cho biết, hệ thống truyền thanh không dây của xã rất hay bị cháy hỏng phần nguồn, phần âm tần và côn loa, đồng thời tín hiệu thu kém hay mất tín hiệu, nhiều lần 3 đến 4 cụm loa không bắt được tín hiệu. Trong khi đó, các linh kiện hư hỏng chỉ có nhà cung cấp của Trung Quốc mới thay thế được, chi phí thay thế lại khá cao. Tính từ khi được lắp đặt truyền thanh không dây, xã Đồng Tiến phải bỏ ra hàng chục triệu đồng trả cho nhà cung cấp Trung Quốc để thay thế và sửa chữa các thiết bị linh kiện bị hỏng. Gần đây nhất, địa phương phải bỏ ra gần 2 triệu đồng để thay thế phần âm tần Mặt khác, hệ thống truyền thanh không dây không được suy tu bảo dưỡng thường xuyên, cán bộ đài truyền thanh xã lại chưa được tập huấn bài bản về kỹ thuật mà chỉ được chỉ dẫn sơ qua từ nhà cung cấp trước khi sử dụng, cho nên gặp nhiều khó khăn và lúng túng khi vận hành hệ thống. Ở đây thì nó lại hỏng hóc liên tục, đấy kể cả máy chưa máy 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 phát và máy thu và và các cái cụm loa thì thường xuyên hay bị cháy, thế cho nên là các cái nhiệm vụ của địa phương cũng như tiếp âm của đài trên là chúng tôi rất gặp khó khăn ngay phần ở máy thì nhiều khi là chúng tôi tiếp âm tiếp âm trực tiếp để truyền thanh vào trong làng thì cả các hội nghị của xã như hội nghị hội họp hội đồng nhân dân hoặc là của đảng bộ thì là rất hay bị nhiễu các đài khác chèn vào cho nên là rất khó khăn trong việc truyền ý. Từ năm 2012 đến nay, huyện Khói Châu có 8 xã là Ông Đình, Nhuế Dương, Việt Hòa, Đông Ninh, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Dạ Trạch, Tứ Dân được lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây bằng dự án của tỉnh. Theo khảo sát của nhóm phóng viên và cán bộ đài truyền thanh huyện Khói Châu, thì hầu hết hệ thống truyền thanh không dây ở những xã này đều hoạt động kém hiệu quả, thường xuyên xảy ra hỏng hóc do công nghệ cũ của Trung Quốc sản xuất. Thực trạng này không những ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền ở cơ sở mà còn gây tốn kém tiền của địa phương dành cho việc thay thế sửa chữa thiết bị, linh kiện bị hỏng. Do một số cái thiết bị của đài từ huyện đến cơ sở là do Trung Quốc nắp đặt cho nên là đã từ lâu cho nên bị hư hỏng một số. Tới đây chúng tôi cũng có cái định hướng giải pháp chỉ đạo các đài xã. Thứ nhất là củng cố sửa chữa nâng cấp cái thiết bị thứ hai là nếu như lắp đặt thì lựa chọn cái những đơn vị cung cấp thiết bị cho nó tốt hơn để đảm bảo tốt cho công tác tuyên truyền. Hệ thống truyền thanh không dây là công nghệ tiên tiến, nếu chất lượng tốt sẽ phát huy hiệu quả tuyên truyền ở cơ sở. Vì thế, trong thời gian tới, rất cần các cấp các ngành trong tỉnh quy hoạch hệ thống truyền thanh không dây theo hướng đồng bộ hiện đại, đảm bảo chất lượng và phối hợp với nhà cung cấp, mở trung tâm bảo hành tại tỉnh để không mất thời gian sửa chữa, đồng thời có kế hoạch tập huấn bồi dưỡng về kỹ thuật cho cán bộ truyền thanh cơ sở, tránh để xảy ra tình trạng đầu tư thì tốn kém mà hiệu quả lại không cao như hệ thống truyền thanh cơ sở ở Khoái Châu. Vừa qua, trường trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, huyện Văn Giang tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ đề Liên hoan Anh ngữ Dương Quảng Hàm với các nội dung tọa đàm về thầy cô và mái trường trò chơi anh ngữ với khán giả giới thiệu gian trưng bày giới thiệu các loại đặc sản quê hương bằng tiếng anh đây là hoạt động nhằm thử nghiệm một số nội dung thiết lập môi trường dạy học tiếng anh trong nhà trường giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương đất nước tình cảm với thầy cô và mái trường lòng tự hào dân tộc sự cảm thông sẻ chia trong cuộc sống Trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm là một trong ba trường điển hình được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn xây dựng trong chương trình thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2020 nhằm đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh trở thành mô hình cho các trường khác trong tỉnh học tập. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Vừa qua, tại trường mầm non xã Tân Quang huyện Văn Lâm, tổ chức hội thi bé vẽ tranh và triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non năm học 2015-2016. Tham dự hội thi có 13 trường mầm non trong huyện. Hội thi gồm hai phần bé vẽ tranh và triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự làm. Trong phần hội thi bé vẽ tranh, mỗi trường có 4 cháu, tổng số là 52 cháu tham gia. Với thời gian 45 phút, các cháu vẽ và trình bày bài thi của mình theo sự sáng tạo. Các cháu đã trình bày những bức tranh đẹp mắt, có tính thẩm mỹ cao về chú bộ đội, về bác hồ, về thầy cô và mái trường. Phần triển lãm đồ dùng, đồ chơi được các trường chuẩn bị công phu với nhiều thể loại sinh động và phong phú như đua quay, cầu trượt, khu vườn sinh thái, khuôn viên trường lớp kết thúc cuộc thi đã trao các giải nhất nhì ba cho các phần thi. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh vừa phối hợp với các nhà hảo tâm, hội sen vàng thiện nguyện, ngân hàng Bắc Á, tổ chức chương trình hỗ trợ giúp đỡ và tặng quà cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Khói Châu, Kim Động, Ân Thi và Tiên Lữ. 25 đối tượng đặc biệt khó khăn, mỗi tháng một đối tượng được các nhà hảo tâm, các tổ chức đơn vị hỗ trợ 400.000 đồng với các hình thức hỗ trợ bằng gạo, vật chất và bằng tiền mặt. Cũng trong dịp này, Ngân hàng Bắc Á đã tặng chín xuất quà cho các đối tượng khó khăn thuộc huyện Tiên Lữ, mỗi đối tượng được nhận một phần quà là một thùng sữa TH cùng 500.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết Bính Thân 2016 là gần 20 triệu đồng. Đây là một việc làm thể hiện truyền thống đạo lý tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, gần 20 năm gắn bó với công tác dân số, chị Phạm Thị Chuyên, cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình ở thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, được nhân dân nơi đây đánh giá là người tận tâm với nghề và có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động người dân thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ngày ngày rong ruổi trên chiếc xe đạp, chị chuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Nhận nhiệm vụ công tác dân số kế hoạch hóa gia đình từ năm 1999, những ngày đầu chị đã gặp không ít khó khăn bởi những tư tưởng quan niệm cũ còn ăn sâu trong tiềm thức của mỗi gia đình nhiều đêm chị chăn trở nghĩ cách để xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và làm thế nào để người dân hiểu con nào cũng là con, miễn sao nuôi dạy cho tốt để thành người có ích cho xã hội. Chị đã dành hết thời gian để đến từng gia đình trong các cuộc họp tuyên truyền phổ biến những kiến thức về dân số kế hóa gia đình, sức khỏe sinh sản. Tôi lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của chị em thì tôi thấy cái lương tâm của mình ấy thì cũng cuốn hút tôi để cho tôi đi vào ở trong cái nghề của tôi được vững vàng hơn. Mưa dầm thấm lâu, người dân địa phương dần dần cũng hiểu và thực hiện theo sự hướng dẫn tư vấn của chị. Các chị hầu hết đã biết sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn hiện đại, quan tâm và chăm lo hơn cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Với những việc làm đầy tâm huyết và trách nhiệm, chị không chỉ được người dân tin yêu ủng hộ mà còn được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao đồng chí chuyên thì rất năng nổ rất là 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 hoạt bát đồng chí là, làm nhiệm vụ hết mình chứ không phải là 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 ý thác cho một một đối tượng nào cả à, cho nên là cái đơn vị của đồng chí thì luôn hoàn thành nhiệm vụ những người làm cộng tác viên dân số như chị chuyên chẳng khác nào làm dâu chăm họ Muốn thuyết phục để mọi người nghe theo, làm theo thì bản thân mình phải làm gương. Gần 20 năm gắn bó với nghề, chị đã làm được điều đó. Mặc dù là cán bộ trẻ, đảm đương chức vụ trưởng công an xã chưa lâu, song bằng sự nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao trong công việc, anh Nguyễn Tiếp Tân, trưởng công an xã Mai Động, huyện Kim Động, đã cùng với các đồng chí công an viên trong xã luôn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Năm 2006, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, anh Tân được địa phương tin tưởng sau làm công an viên, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, lấy ham học hỏi và luôn có chí tiến thủ trong công việc, một thời gian sau, anh đã được cấp ủy chính quyền ghi nhận đánh giá cao và đã được cử đi học nghiệp vụ ở trường trung cấp cảnh sát nhân dân 1. Sau một thời gian trở về địa phương, với những nỗ lực vượt bậc, năm 2015, anh Tân được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng công an xã Mai Động. Nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, ngay khi nhận nhiệm vụ trưởng công an xã, anh Tân đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể khu dân cư, trường học, tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn. Cùng với tổ chức tuyên truyền, ban công an xã còn vận động nhân dân thực hiện ký cam kết không tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ. Gia đình xóm thôn không tệ nạn xã hội, toàn dân thực hiện không lấn chiếm hành lang giao thông các anh tuần tra rất là tốt đảm bảo và có sự nhắc nhở đối với từ các anh đối với người dân cũng đến nơi đến chỗ phát huy vai trò sung kích của tuổi trẻ cùng với sự năng nổ trách nhiệm của bản thân anh Tân cùng với tập thể Ban công an xã Mai Độc không ngại khó ngại khổ luôn có mặt ở những điểm nóng bất kể là ngày hay đêm mưa hay nắng bởi vì cuộc sống bình yên của nhân dân trong năm 2015 vừa qua, Công an xã Mai Động đã phối hợp với Công an huyện triệt phá được một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, duy trì tuần tra kiểm soát giao thông, giữ gìn tốt an ninh trật tự và an toàn giao thông tại địa phương. Bản thân đồng chí cũng là mang hết quyền sức mình đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương và cán bộ và nhân dân luôn là tin tưởng và vui vẻ, đồng tình. Với những kết quả đã đạt được, Ban Công an xã Mai Động luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Cá nhân anh Nguyễn Tiếp Tân được Ban An toàn Giao thông huyện Kim Động tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2015.